Đấy, thì nó càng dùng kali càng chết, càng đẩy người ta xuống hồ vực sâu. Đấy. Bởi vì sao, chúng ta càng làm ra tống vào đó thì nó cái năng lượng mà nó còn lại nó càng tiêu tốn nhanh, kiệt quệ nhanh, tăng cái tiến trong chuyển hóa mà, cho nên là không có tác dụng. Nên là trong cái cấp cứu ngộ độc thuốc tê, người ta dùng cái ưu tiên thuốc và cái liều lượng thuốc người ta nó khác các cái cấp cứu tuần hoàn khác ở chỗ đó. Lý do đấy tại sao là lý do này. Chỉ khi chúng ta dùng lipid, chúng ta gỡ ra, gỡ cái thuốc tê ra khỏi cái vị trí nó đang chiếm giữ, thì lúc đấy các thuốc khác nó có tác dụng. Còn chúng ta chưa gỡ được nó ra thì chúng ta càng cho vào thì nó càng làm cho kiệt quệ hơn. Rồi, đấy là những cái, một số những cái vai trò cơ chế tác dụng của lipid trong cái vấn đề và điều trị của độc thuốc tê, nó là như vậy. Nên để mà mô hình hóa thì ta nhìn thấy đây, đây là một cái tế bào cơ tim, à, cái tế bào thần kinh thì nó cũng thế thôi, nó có những cái kênh, đây, kênh natri đây, thì khi mà chúng ta dùng thuốc tê thì là gì, như chúng ta nói cơ chế tác dụng của thuốc tê là gì, nó sẽ gắn vào trong cái kênh natri để mà nó ức chế đó. Cả cái thần kinh, cả và thần cơ tim nó ngộ độc, tức là cơ tim, tức là gì, nó sẽ gắn vào đây, nó gắn vào đây là cái tế bào cơ tim gần như là nó bị khóa, nó không có sự trao đổi chuyển hóa gì cả đó. Chúng ta càng cho nên lên càng chết, thì khi chúng ta là gì, chúng ta cho lipid vào đây và nó chuyển về gan, thì lúc này cái cơ tế bào cơ tim hay tế bào thần kinh nó mới được giải phóng ra khỏi cơ thể, và lúc đó nó mới tái tạo, tái tuần hoàn, nó mới cái tế bào nó mới mở ra được và nó hoạt động trở lại bình thường. Đấy là cái cơ chế mà gọi là đơn giản mô hình hóa, chúng ta có thể tưởng tượng như vậy được. Thì đây là một cái nói lịch sử về cái vấn đề về cái sự phát hiện và điều trị cái ngộ độc thuốc tê bằng lipid. Như tôi nói là lipid thì được nhà ông Weinberg, cái ông tôi gặp đấy, là phát hiện ra nhờ một cái người mà cứ cho thuốc, dù cái lượng thuốc rất nhỏ vào cũng gây ra cái ngộ độc thuốc tê. Thì sau này ông ấy sinh thiết cái tế bào cơ tim của cái người này, thì người ta nhìn thấy là cái tế bào đấy nó bị thiếu hụt một cái men chuyển hóa mỡ. Sau đó ông ấy đề xuất, từ cái đó ông bắt đầu đề xuất, ông thí nghiệm trên chuột để ông đề xuất ra cái vấn đề là sử dụng cái thuốc tê trên 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 gọi được người đồ thuốc tê. Đây là một cái thí nghiệm trên chuột của ông rất là điển hình. Đây là bệnh nhân mà người ta được so sánh giữa bệnh nhân mà người ta gây chủ động gọi độc tê bằng cái thuốc tê là bupivacaine, sau đó là một nhóm thì người ta cấp cứu bình thường và người ta tiêm 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 nước mũi sinh lý, và một nhóm khác thì người ta dùng ngay lipid, thì chúng ta sẽ thấy sự khác biệt. Đấy, người ta gây cái sự ngộ độc thuốc tê bằng nước thuốc đương nhiên trên chuột. Đấy là sau khi tiêm xong thì bắt đầu cái tiêm, nhịp tiêm nó nhanh, nhịp tiêm nhanh, huyết áp cũng tăng, thấy không? Đấy, chúng ta sau khi chúng ta tiêm xong đương nhiên thì gần như là tim nó ngưng luôn, người ta chủ động, chủ động. Đây là cái huyết áp của hoàn toàn, và đây tiêm xong có nhiều bệnh nhân và ngưng tiêm luôn. Đây là người ta cấp cứu, là người ta bóp tim ngoài lồng ngực này. Sau lúc đó là đồng thời người ta tiêm cái lipid luôn. Chỉ có sau 1 phút sau thì là bắt đầu các bạn thấy cái quả tim nó trở lại hoạt động bình thường. Đó, thì đây là một cái ví dụ cho ta thấy. Thì là hai phút sau thì có thấy là cái tim trở lại được gần như bình thường. Đấy là một cái ví dụ nói, và cái này là nói thế thôi. Sau đó người ta so sánh với cái phương pháp là dùng cái đó, như này là có thấy cái vai trò của lipid là như vậy ha. Sau khoảng 3 4 phút dòng tất cả các thứ trở về bình thường, người ta nghiên cứu so sánh với nhóm mà người ta dùng cái compression, tức là người ta bóp lồng ngực và bình thường và tiêm nước mũi sinh lý, thì quả tim hầu như là không có hồi phục lại được. Đây là một cái ví dụ rất là hay. Đấy, đấy là một cái ví dụ trên lâm sàng. Nhưng mà từ cái ví dụ trên lâm sàng này thì phải mất ông, mặc dù là đến hội nghị nào ông đề nghị, nhưng mà thực ra nước Mỹ rất là, các bạn biết rồi, cái hàng rào của nước Mỹ là về xét duyệt thuốc, về về phê chuẩn và sử dụng trên lâm sàng rất là chẽ. Người ta bao giờ người ta đòi hỏi là phải có mấy pha, đúng không ạ? Và các bạn biết là trên cái thuốc này thì
chúng ta không thể nào mà chúng ta làm các cái pha nghiên cứu lâm sàng trên người được, bởi chúng ta không thể nào chúng ta gây cái ngộ độc thuốc tê bằng 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 chủ động ở trên người được, như thế là vi phạm đạo đức. Cho nên là người ta chỉ làm trên chuột được thôi, trên chó được thôi, mặc dù rất hiệu quả nhưng mà trên người không làm được, nhưng không làm được yêu cầu làm được. Ông vào thì trên người ta không nghe, và ông đi mà nơi nào ông kêu nhưng mà không ai nghe cả. Ông phát hiện từ năm 98 và phải mất đến 2006. 2006 thì lần đầu tiên cái thông có một cái thông báo lên cứu về sử dụng cái lipid ở trên người. Đó là một trường hợp mà sau khi gây tê gọi là đám rối thần kinh ở vùng cổ để mà mổ cái khớp vai, thì bệnh nhân cũng rơi vào tình trạng nghĩa là suy tuần hoàn, ngưng tuần hoàn, và sau khi cấp cứu độ khoảng 30 phút thì bệnh nhân không có dấu hiệu hồi phục, còn như là cũng bó tay rồi. Thế thì lúc đấy người ta chuẩn bị đưa sang cái vấn đề chạy tuần hoàn ngoài cơ thể đấy. Nước Mỹ ấy. Thì lúc đấy cái ông này, của Rosenblatt này, ông mới nhớ đến cái lời của cái đồng nghiệp của mình là ông Winberg khuyên. Thế ông bảo thôi bây giờ thử xem, bây giờ mạng thế thử xem làm sao, mất gì của bỏ đúng không? Ông tiêm 20 ml vào trong cái của cái người này, và 10 phút sau thì bệnh nhân hồi phục hoàn toàn. Thế đây là một cái báo cáo đầu tiên và sau đó xuất bản trên cái tạp chí gây mê của Mỹ, và gây ra một cái tiếng vang rất lớn và tiếng vang rộng khắp thế giới sang tận Anh. Và đến sau đến người Anh khoảng năm sau thì người ta cũng thông báo, và mấy tháng sau người ta thông báo một trường hợp giống như vậy, và người ta cũng bắt đầu thông báo. Thì sau này cái bài báo nó lan truyền khắp thế giới và gây ra một cái gọi là làn sóng sử dụng lipid. Và trước đó mà ông thuyết phục mãi không được, và chỉ một cái báo cáo gọi là gọi là không còn cách nào khác, người ta là sẽ báo cáo lan tràn thế giới. Thế thì sau đó thì nước Anh là cái nước đầu tiên, 2007 nước Anh đã đưa ra cái vấn đề, đã nhận thấy vấn đề hết sức nghiêm trọng và vai trò hết sức quan trọng của lipid trong điều trị ngộ độc thuốc tê, đã đưa vào cái phác đồ nhất nhất thế giới. Và sau đó thì mới là 2010 mới gọi là đưa trong Anh là một cái nước đầu tiên và thông báo đầu tiên, nhưng mà đưa vào cái phác đồ như là cái nước 2010 nước Mỹ mới 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 đưa vào chính thức. Và từ đó thì người ta 2014, 2018 và gần đây nhất là 2020 thì nó không khác gì mà cái bắt đầu 2018 đâu. Nhưng có cái như tôi nói là người ta nói là cái chuyện là giết nhầm hơn bỏ sót, và cái liều propofol thì người ta làm có ít hơn thôi chứ còn không có gì khác biệt. Nhưng người ta nhấn mạnh trong cái vấn đề trong guideline của 2018, 20 thì người ta nói là hiện tượng ngộ độc thuốc không còn phải là hiện tượng hiếm đâu mà khá phổ biến. Đấy là một thay đổi sau khi người ta đã chỉnh tiến triển nghiên cứu và áp dụng lipid như vấn đề của đầu tư trên sàn. Ngoài ra cái lipid nó còn sử dụng rất nhiều những cái ngộ độc khác nữa, và nếu chúng ta dùng trong nội khoa có tác dụng rất là tốt. Cái này nó cũng chỉ dừng ở mức gọi là báo cáo lâm sàng thôi. Đó là những cái hợp ngộ độc những cái thuốc mà nhận là dùng trong tinh thần kinh, tâm thần kinh, là những thuốc mà điều trị trầm cảm, AMP vòng, những cái thuốc điều trị tim mạch, những cái thuốc điều trị sốt rét, thì thế là điều trị cái lipid nó có tác dụng rất là tốt. Đó. Nên thì chúng ta thấy là cái vai trò của cái lipid này nó không phải là đơn thuần những cái cơ chế giải thích trong cái định thuốc tê, nó không đủ, bởi vì chúng ta thấy là có rất nhiều những cái vấn đề mà chưa sáng tỏ, chỉ biết là khi mà sử dụng nó có thể là giải cứu là những cái trường hợp ngộ độc các cái thuốc khác nữa rất là tốt. Thế thì tôi đi đến phần kết luận trong cái bài ngày hôm nay. Nhất là chúng ta phải hiểu là cái tai biến ngộ độc thuốc tê là một cái tai biến rất là nguy hiểm, và phải theo cái xu thế giới chúng ta phải hiểu rằng là không phải hiếm gặp đâu. Mặc dù chúng ta con số chúng ta chỉ đọc trên báo chí thì nó là Nam không có gọi, nhưng mà chúng ta phải hiểu như thế này, ai có thể những trường hợp là xảy ra nó ở vùng phòng khám, khu vực phòng khám là cái lĩnh vực mà nơi mà không phải là có bác sĩ gây mê thực hiện cái vấn đề gây tê. Cái thứ hai cần phải cảnh giác và phát hiện kịp thời vấn đề cảnh giác, như cái phác đồ 2018, phác đồ 2010 người ta nói là thà giết nhầm hơn bỏ sót. Chúng ta cứ truyền và chúng ta nghĩ đến là chúng ta truyền còn hơn là chúng ta cứ ngồi lăn tăn cái nọ hay cái kia. Đó. Bởi vì chúng ta đã biết đấy, nếu chúng ta để mà bỏ sót mà chúng ta xử lý nó sai đi được thì chúng ta có thể dẫn đến hậu quả rất là nghiêm trọng. Tất nhiên là cái vấn đề về ngộ độc thuốc tê thì cần phải phòng hơn là chống, nên chúng ta phải thực hiện an toàn. Cái việc thực hiện an toàn thì nó cũng phải rất nhiều khâu.
nó không phải là một khâu lên giảm liều đâu. Đấy, nó phải là từ cái khâu kể cái bắt đầu đào tạo là vấn đề quan trọng nhất, hiểu biết nó rồi là phải phối hợp với vấn đề nghĩa là giảm liều, yếu tố những yếu tố cá nhân từng một người lại có một cái khác. Đấy, rồi là chúng ta phải nhớ rằng cái vấn đề dị ứng thuốc tê là một cái hiện tượng cực kỳ hiếm gặp, cho nên khi mà có một cái biến cố khi xảy ra thuốc tê, chúng ta đừng nghĩ đến cái chuyện là dị ứng thuốc tê, mà chúng ta phải nghĩ nguyên nhân hay gặp hơn. Thì như tôi đã nói trong cái phần mà những cái biến cố có thể xảy ra khi sử dụng tê là biến cố mà cũng không phải là do một thuốc tê, mà đại đa số cái biến cố là do cái vấn đề là yếu tố thần kinh, cường phó giao cảm, do rất nhiều yếu tố tâm lý, quá sợ hãi nhìn ăn nhìn uống, và những cái đó thì thường thường là giải quyết rất là dễ dàng thôi. À, chúng ta giống như là chúng ta đi vaccine, chúng ta có bệnh nhân co giật, chúng bệnh nhân xỉu, chúng ta cho nằm nghỉ cho uống cốc nước đường nó hết ngay thôi, không có gì cả. Nhưng mà nếu bây giờ cái biện pháp đấy mà không đỡ thì chúng ta phải nghĩ đến cái hay gặp hơn, đó chính là ngộ độc thuốc tê. Chứ còn chúng ta lại băn khoăn, ui giời ơi cái này không biết là ngộ độc tê hay là dị ứng thuốc tê, chúng ta làm như tôi đã nói rồi, đau rồi, đau cả bố trộm phải bạch cầu răng, mà các bạn lại cứ nghĩ đến cái bệnh gì tên tây tiến tàu gì đó, có khi cả năm cả thế giới này mấy chục năm mới gặp một ca. Cái điều đây là điều hết sức vô lý. Để trả lời thay đại đa số các bạn trả hỏi câu làm sao phân biệt được, thì tôi trả lời cho các câu các chúng ta hay nghĩ cái gì hay gặp nhất, chúng ta đừng có nghĩ rằng là những chuyện mà trăm năm mới xảy ra một lần, đúng không? Cái gì hay gặp nhất chính là yếu tố thần kinh như tôi đã nói. Cái thứ hai rất nhiều vẫn bỏ sót, đừng có nghĩ đến cái chuyện lăn ta lăn tan làm sao phân biệt được. Tôi chả cần phải phân biệt, tôi xin lỗi, tôi là bác sĩ gây mê, tôi biết là phân biệt, nhưng mà tôi dạy cho các bạn là các bạn chẳng cần phân biệt, đúng không? Nó đơn giản rồi. No lipid logic tức là gì? Chúng ta luôn chuẩn bị những cái dung dịch có lipid để xử trí các trường hợp cần thiết. Bài giảng của tôi đây là hết, sau đây chúng mình tiến mục giải đáp. Dạ vâng thầy ơi, một số bác muốn hỏi là có thể là liên hệ đến trong răng hàm mặt đấy ạ. Dạ. Thế các bác đó. Dạ vâng. Rồi. Xin hỏi lipid 20% có thể tiêm bắp được không? Vì bác sĩ răng hàm mặt không không tính mạch. Nói cả là tính mạch không có ai tiêm bắp cả nhé. Dạ. Lipid thì kể cả anh dùng gì chăng nữa thì chỉ có tiêm tính mạch chứ. Ngoài ra có thể anh uống thay nước ấy, còn nhưng mà không uống, tao nói uống vui thôi chứ không ai uống để mà điều trị ngộ độc thuốc tê đâu. Lipid là truyền tính mạch em nhé, không ai tiêm bắp cả nhá. À, thầy có cái bài chú ý nào dành cho bác sĩ răng hàm mặt không ạ? Răng hàm mặt thì tôi đã nói rồi nhé, trong răng hàm mặt này, nhất tôi đã nói nhất đặc thù của răng hàm mặt rất rất nhiều. Bạn thuốc tê là như là tinh thần như còn nhiều hơn cả bác sĩ gây mê đúng không? Nhưng các bạn hầu như là không ai được đào tạo đúng không? Ấy nói các bạn thuốc tê như nào, tôi xin lỗi, có lẽ có một vài giờ giảng trong sinh viên từ hồi sinh viên, còn sau đó là hình như cũng không ai giảng cho các bạn, nên là các bạn thấy chủ yếu là làm theo kinh nghiệm, thấy người khác làm thì cũng làm. Thế trong răng mặt thì tôi đã nói có một số cái đặc thù là chúng ta dùng trong răng mặt thì cái vùng đó là cái vùng rất giàu mạch máu đúng không, rất giàu mạch máu, và cái vùng này là cái vùng răng lợi, nó không phải là cái tổ chức, nó không phải tổ chức mềm lắm, khi nó là cái tổ chức tương đối là cứng. Và các bạn là khi mà gây tê thì các bạn thường thường là dùng cái lực bơm rất là mạnh. Lực bơm mạnh đấy thì nó có thể nó gây ra tình trạng thuốc nó sẽ vào mạch máu dễ dàng. Mạch máu đây là cái mao mạch nhỏ, những cái động mạch nhỏ, tiểu động mạch nhỏ. Và như tôi đã nói, những cái động mạch nhỏ này nó vào thì cái khả năng gây ra cái ngộ độc của nó rất là sớm và nhanh. Vì sao? Bởi vì những cái động mạch thì nó lên thẳng trực tiếp vào não, chứ nó không phải như thuốc vào tĩnh mạch. Và tĩnh mạch thì nó còn phải qua cái thượng tĩnh mạch, sau đó nó lên vào hệ thống tuần hoàn chung, sau đó nó bơm lên. Đây là nó vào trực tiếp vào hệ thống gọi là động mạch, nên có thể gây ra, nó gần não nó gây ra cái triệu chứng có thể rất là xấu. Rồi nữa, trong các thực hành răng hàm mặt thì các bạn nói là thường thường tôi nghe các bạn, khi mà các bạn nào mà báo cho tôi là ngộ độc thuốc tê, nói là em tiêm ít lắm. Hay là ít là bao nhiêu? Em không đếm được. Em chết. À vì sao? Các bạn định khiến như thế này. Cái thuốc nào ấy thôi. Thuốc tê không thuốc, thuốc nào nó có một thời gian onset, thời gian chờ đợi. Tức là gì? Nó phải có một thời gian tác dụng. Trong thời gian tác dụng của thuốc lý đông ấy là cái thuốc nhẹ nhất. Thời gian 5 phút. Tất nhiên 6 người sớm hơn.
Đấy, có một người muộn hơn như như tôi đưa một cái ví dụ mà tôi đã gặp cái trường hợp mà cháu bé mà tiêm ngộ độc thuốc tê đấy. Đấy. Phẫu thuật viên thì cứ đứng ở trong bảo làm nhanh lên. À, phẫu thuật viên thì người ta hướng là người ta cứ đình gây tê xong là người ta mổ ngay. Thế chắc chắn là không được, vì sao? Thuốc tê nó phải có một cái thời gian nó tác dụng 5 phút, thậm chí có 10 phút, thậm chí có thể lâu hơn, tùy từng người, tùy từng liều lượng. Răng mặt đấy thôi, các bạn tiêm xong là các bạn thế chưa được, tiêm thêm, đúng không ạ? Không chờ đợi gì cả, tiêm thêm, tiêm 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 đến khi nào bệnh nhân làm sao mà nhanh nhất có thể và bệnh nhân không đau nhất có thể, và lúc đó là các bạn quên hết để liều. Và như tôi đã nói, với cái liều tiêm như vậy, với cái kiểu tiêm dùng cái lực mạnh như vậy, rất có thể nguy cơ về vấn đề cũng thể cao hơn là cái chỗ khác. Đấy là những vấn đề chú ý trong răng của bạn. Thứ hai, trong hỏi là các bạn đã thường thường là tôi biết là các bạn dùng răng hàm mặt là hay dùng cái thuốc có adrenaline, đúng không? Đúng không? Để hạn chế cái việc nó chảy máu. Các bạn thích không thích chảy máu mà. Nhưng mà dùng adrenaline cho cái vùng đấy, như tôi nói là có một số tác dụng phụ của adrenaline nó có thể gây ra. Đấy, như tôi đã nói là nó có thể gây ra tình trạng như huyết áp tăng, nhịp tim tăng. À, cái đấy thì nó không phải là thường thường nó thoáng qua thôi, mà nó cũng phải là ngộ độc thuốc tê. Khi chúng ta dùng mà có dấu hiệu đấy thì chúng ta phải để ý. Đó. Thường thường nó sẽ tỉnh trong khoảng 1-2 phút hết, không có vấn đề gì. Nhưng đấy là những cái mà chúng ta cần phải lưu ý. Đấy là những cái mà tôi nghĩ rằng là trong cái chương trình làm mặt là nó có cái đặc thù như vậy. Ok, tiếp tục. À, dạ vâng ạ. À, thêm nữa là em đã từng gặp một ca lâm sàng, bệnh nhân thầy nói tiêm Solun sau 30 phút bệnh nhân hồi dần, có phải do em may mắn nồng độ thuốc tê ít không ạ? Em gây tê vùng lidocaine nhổ răng 8. Em chưa dùng Rồi răng tám cho cái dựa vấn đề triệu chứng là như thế lipid. nào, tôi nói là cái triệu chứng giống như tôi nói là đại đa số, tôi đã nói là đại đâu các triệu chứng ấy, nó là do cái vấn đề về cái phản xạ phó giao cảm, đúng không ạ? Như tôi đã nói, nên cái đó thì thực ra là các bạn có thể dùng thuốc hay không dùng thuốc thì nó cũng tự nó hết thôi, hiểu không? Hoặc là gì, không phải là cái thuốc tê nào, cái ngộ độc thuốc tê nào nó cũng gây ra nguy hiểm chết người, đại đa số thì nó cũng là tự nó hết, nó thẳng là như vậy, cũng giống như chúng tôi ngày xưa ấy, tự nó hết. Điều đó thì chắc chắn sẽ thoáng qua thôi, nó xảy ra một mười hạt như là nó làm cho tình trạng hơi hơi nhận ra phong thuốc nó tự nó hết, chứ không phải là cái nào nó cũng diễn biến trầm trọng thành nặng ngưng tim đâu, không phải. Điều đó chắc chắn có thể nó tự hết, nhưng chúng ta phải luôn luôn ready cho tình huống xấu nhất. Có thể chúng tôi là những người mà thực ra chúng tôi là người bác sĩ chuyên khoa gây mê hồi sức mà, cho nên chúng tôi bao giờ có phương án B, và chúng tôi bao giờ tình huống dự trù tình huống xấu nhất. Giống như bây giờ ấy, các bạn thấy không? Các bạn người ta cứ lo lắng ấy, vấn đề COVID, nhưng chúng tôi rất là bình tĩnh ra, chúng tôi bản thân sinh gây về chúng tôi bao giờ dự trù tình huống xấu nhất rồi. Nếu mà là thế thì xấu nhất xảy ra thì phải chịu thôi, chúng tôi rất là bình tĩnh. Ok. Dạ vâng ạ, đang có một câu hỏi này cũng cũng rất là hay ạ. Thầy cho em hỏi nguy cơ khi dùng lidocaine có chất co mạch trên bệnh nhân có huyết áp nền cao 180 trên Thì 100 đấy, thế đấy cái con BPM. số cái cụ thể như vậy, những cái bệnh nhân như thế thì các bạn không nên dùng cái thuốc đa có capecitabine, có thể nó làm cho đặc biệt thì có nói cái mặt mặt đấy, mặt mặt đấy cái hấp thu của nó rất là nhanh nhanh sớm, và có thể nó làm cho huyết áp tăng, và cái bạn biết huyết áp tăng với cái con số mà bạn đưa ra nó huyết áp đã tăng như vậy rồi mà các bạn tiêm thêm vào nữa thì chắc chắn là huyết áp có thể nó vọt lên và có thể gây ra là cái vấn đề về về, về tai biến mạch não ghê gớm đấy. Dạ. Ừ. Cho Có một nên câu hỏi nữa. ờ Là em gây tê vùng hàm hàm dưới sau nhổ răng trong khoảng 30 phút, bệnh nhân có kêu ớn lạnh, rét run và co giật. Em nghĩ đến bệnh nhân bị ngộ độc thuốc tê và dùng lipid, có đúng không thầy? đúng, tôi nghĩ thế đấy, các bạn xử lý thật đúng, có thể là không phải là thực sự là nó do người biết đâu, nhưng bạn xử thế là logic đó. Tôi khuyến cáo là các bạn cứ như thế mà làm thôi đấy. Và cái khả năng là khả năng nhiều nhất, thế còn cái vấn đề co giật nó rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà khả năng mà gây ra ngộ độc thuốc tê là khả năng nhiều nhất, các bạn phải hiểu như vậy. Cái possibility là nhiều nhất, chúng ta đừng cứ chúng ta trong cái vấn đề sử dụng y khoa, trong cái ngộ độc thuốc tê như tôi nói rồi, cái biểu hiện lâm sàng của nó rất là đa dạng, để mà khẳng định của nó thì gần như là nói về đây mà khẳng định rất là khó, cho nên chúng ta phải nghĩ cái gì hay gặp nhất và nguy hiểm nhất và chúng ta xử lý. Và tôi cho rằng là bạn xử lý như vậy là cực kỳ là có lý.
Dạ vâng, đây đang còn câu hỏi nữa ạ. Thì chờ em xem. Cái câu hỏi mà về lipid 20% có tiêm bắp hay không 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 thì không thầy tiêm đã bắp, trả lời kể rồi ạ. lipid Vâng nào ạ. không tiêm bắp, 10% Dạ. 20% là tính mày hết bạn nhé, Dạ không tiêm vâng. bắp ở đây chết nguy hiểm, Dạ. thối cả À, có một câu hỏi là ngộ độc thuốc tê thường có tình trạng co thắt thanh quản không ạ? Nếu bệnh nhân khó thở thì mình nên nghĩ đến việc xúc ở phản ngộ vệ độc thuốc phải tê không thì ạ? thường thường không gây ra co thắt nhé, cái co thắt là biểu hiện của cái đại đa số là báo có cái vấn đề co thắt thì nó gây ra tình trạng do cái vấn đề về cái phản ứng dị ứng là cái co thắt, chứ còn cái ngưng thở trong cái suy hô hấp trong cái thuốc tê nó chủ yếu do vấn đề là hôn mê, nó ngưng thở do hôn mê chứ không phải là do cái vấn đề co thắt, nên là cái ngộ độc thuốc tê là hầu như nó không gây ra cái tình trạng cái co thắt, nên mình phải giải thích luôn như vậy. Dạ vâng, có câu hỏi là xử trí ngộ độc ở phòng nha với điều kiện của phòng khám như thế nào? Sẽ Các bạn sau biết đấy thì sẽ chuyển đến viện. Dạ. các bạn bây giờ có nhiều câu hỏi tôi lý nhất tôi giảng ở chỗ có gì là có rất nhiều bạn hỏi rồi liên quan đến vấn đề như này thì vấn đề nha, thì các bạn thực ra như thế này các bạn bây giờ như thế này mình phải hiểu như thế này, bây giờ các phòng nha thì tôi nghĩ rằng các bạn nhất là phải bạn nên có lipid là tốt rồi, cái thứ hai là các bạn giống như cái đấy giống như cái bộ mà gọi là thì các bạn có một số những dây chuyền các bạn trong hợp thiết lập cái đường truyền mà dùng nếu cần, rồi là một số trường hợp nếu mà các bạn cảm thấy như là còn một số nhổ những cái nhổ răng lớn chẳng hạn, những nhổ răng mà các bạn nghĩ rằng là có thể nó khó khăn kéo dài các bạn có thể phải dùng thuốc tê nhiều, thì tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta làm một cái đường ven chờ thôi không phải truyền đâu, chúng ta làm đường chờ trước làm sẵn để sẵn ra đấy còn cần thiết thì truyền, thì tôi nghĩ đấy là một cái mà nên làm. Dạ. À, thầy ơi, có câu hỏi này em cũng thấy trong phòng khám của em cũng hay sử dụng này. Trong răng hàm mặt thuốc tê dạng xịt lidocaine 10% rất hay bị do thói quen của các bác là xịt thẳng trực tiếp vào niêm mạc miệng. Thì cái việc này thì có thầy có Đấy chú tôi ý nói gì cũng là không nguy ạ? hiểm đấy nha, bây giờ như tôi đã nói rồi cái vấn đề đấy, cái thuốc tê các bạn nhìn thấy cái niêm mạc là cái nơi rất nhiều mình dòng mạch máu, chúng ta nghĩ rằng là nó nhưng mà càng ngày như tôi nói là càng ngày người ta càng phát hiện ra trường hợp mà cái ngộ độc tê, bởi vì chúng ta thấy thứ nhất là cái vấn đề về cái nồng độ dùng của đó nó 10%, và chúng ta thường là chúng ta không không khi mà dùng ta không kiểm soát được liệu đâu đâu, và chúng ta xịt khi nào mà bệnh nhân cảm nghĩa là nhanh, nhưng nó là nhanh nhất có thể, nhiều nhất có thể đúng không, để cho nó đạt được hiệu quả mà đấy, Dạ. bởi vì thì chính cái đó là cái mà có thể gây ra tình trạng nguy hiểm và ngộ độc thuốc tê, bởi vì các bạn biết là cái nồng độ đó nó hấp thụ vào cái nơi niêm mạc rất nhiều dòng mạch máu là vùng miệng vùng họng, nên là cần phải cần rất là cẩn thận. Tôi đã nói gì cái vùng thuốc gì chúng ta cần phải chờ, chúng ta đừng sốt ruột, chúng ta cứ muốn làm ngay, chính cái động tác làm muốn làm ngay là chúng ta có xu hướng là chúng ta dùng nhiều thuốc và có thể gây ra tình trạng ngộ độc. Có một câu hỏi là thưa thầy, bolus lipid nên ưu tiên tiêm bolus hay là xạ truyền ạ? Bolus là gì, bản thân cái chữ bolus là gì, chúng ta chuyển nhanh, chúng ta làm gì cũng được, chúng ta dùng bơm cũng được, mà chúng ta chuyển nhanh cũng được, chúng ta dùng tay bóp cho nó nhanh cũng được đúng không, nghĩa là chuyển Dạ. một cái liều, thế thì các bạn cứ thế mà làm thôi, nếu mà các bạn có cái đường truyền to thì các bạn truyền nhanh, còn không các bạn bóp, nếu còn không đủ nữa thì các bạn lấy cái xe lanh các bạn bơm cho thúc cho nó vào cho nó nhanh Có ok. yêu cầu về tốc độ đường truyền, được tốc độ truyền hoặc Ở là đây tốc có độ công chuyện tiêm người như ta thế nói nào? đây, trong vòng độ mà bolus là thường thường là cái bút trong vòng độ 3 5 phút. 5 phút. Dạ. Trong một Nếu như 100 ml. dạ. Nhưng mà tất nhiên là như thế này, cho người ta nói là đây là những cái khuyến cáo mà không phải có chất, nghĩa là chính xác phải như vậy. Hiểu không? Anh nhìn như vậy anh có thể 10 phút, anh có thể truyền 5 phút, anh có thể truyền 7 phút cũng được. Nếu mà anh nhanh nữa thì 3 phút cũng được, không có nghĩa là cứ phải là 5 phút. Em hiểu không? Thì Dạ. phải có trong cái khuyến cáo nó very flexible, nhưng mà không phải là cái khuyến cáo nhất nhất là nhất nhất mà nhất là cứ phải phải nhắc nhắc. À, có nhiều câu hỏi này quá em nên nhờ thầy. Chắc là các bác chưa rõ là nhờ thầy chỉ ra các điểm mấu chốt phân biệt giữa ngộ độc thuốc tê và sốc phản vệ thì có thể Như tôi đã nói cái câu tôi và trả lời câu hỏi này rồi nha, câu tôi hỏi đã trả câu này hỏi rất rõ ràng ừ. và từ lúc đầu cho nó xuyên suốt cái bài này tôi đã nói rồi Rồi. nha, nếu bây giờ thực sự mà tôi là cái người mà tôi biết thì tôi chẩn đoán được, tôi không phải lăn tăn cái chuyện này,
biết là vì các bạn, nếu các bạn đã gặp một lần tiếp xúc phản vệ thì các bạn biết là cái tình trạng dị ứng là gì, bao giờ cũng thế, nó kèm theo tất nhiên cái biểu hiện huyết áp rồi, nó bao giờ cũng biểu hiện nhìn có những cái mẩn đỏ à, là cái hay gặp nhất, rồi có thể co thắt à, rồi cái mức độ về 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 dị ứng thì nó mức độ 1, 2, 3, 4 thì cái đó các bạn ai cũng biết rồi à. À, nhưng mà trong cái thực hành thì tôi đã nói rồi, tôi đã nhắc lại rồi, các bạn không nên lăn tăn, các bạn phải nghĩ cái gì hay gặp nhất, các bạn đừng nghĩ cái chuyện rời đất hỡi mà nghĩ hàng trăm năm mới gặp một ca, các bạn đừng à, các bạn phải gặp những cái gì bỏ sót, không nên bỏ sót những cái gì hay gặp nhất, còn đừng có lên, đừng có lăn tăn nhớ lúc đó, đừng lăn tăn. Còn cái chuyện như này, cái biểu hiện của nó thì nếu các bạn gặp ngộ độc thuốc tê, các bạn gặp giống như gặp dị ứng thì các bạn nhìn thấy dị ứng thuốc cái dị ứng thuốc tê khác gì nhau đâu, nó có dấu hiệu bẩn đỏ, dấu hiệu co thắt, dấu hiệu về huyết áp, tụt huyết áp, tăng huyết áp, cái chuyện đấy là chuyện mà nó rõ ràng, thường thường cái biểu hiện ngoài da nó rất là rõ, đại đa số cái biểu hiện về co thắt, đại đa số kèm theo với cả huyết áp, đó là cái mà thực ra rất là điển hình, cảm cái biết ngay, không phải phân biệt. Dạ. Nhưng còn bởi vì các bạn chưa gặp bao giờ, chứ còn chúng tôi gặp gây mê, chúng tôi gặp thường xuyên, chả cần phải phân biệt thì tôi biết ngay à, cái này thì do phải sốc phản vệ rồi, nhìn thấy bệnh nhân đỏ lừ này, tự nhiên thấy bệnh nhân co thắt, rồi nhìn thấy huyết áp nó tụt, phải phải tim tôi nhanh nhanh, hoàn toàn là huyết áp nó tăng, biết ngay là đây là do cái sốc phản vệ. Nếu ai đã gặp một lần thì thực sự là chả cần phải chỉ, các bạn cứ nhìn thấy một cái biểu hiện có biến loạn huyết áp, có biến loạn kèm theo có thể có hoặc cộng trừ cái biến loạn về 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 về, về, về hô hấp, co thắt, khó thở, kèm theo biểu hiện ngoài da nổi mẩn đỏ, các bạn đấy là sốc phản vệ đúng không? Tất nhiên chúng mình đấy nó tùy thêm đỏ thôi, mà ngay cả tôi đã nói ngay cả bản thân cái vấn đề mà thuốc tê nó có thể gây ra tình trạng nghĩa là giả phản vệ, tức là gì nó mẩn đỏ, nhưng mà để mà gây ra cái mức gọi là tụt huyết áp thì hầu như không có, cái phản ứng phản vệ thực sự là không có đúng không ạ? Cho nên là nếu trường hợp đấy nó có xảy ra, trường hợp nó cũng nổi mẩn một chút xíu thì các bạn không có gì mà đáng lo ngại, hiểu chưa? Dạ. Đâu có rõ này không ạ? Các bác đã rõ chưa ạ? Đã rõ vấn đề này chưa ạ? Nếu sốc phản vệ thực sự, À. tức là sốc, tôi nói là sốc phản vệ thực sự là cái sốc bằng có tính chất là nó nguy hiểm ấy, độ 3, độ 4 ấy, nhá. Thì bao giờ cũng thế. Biểu hiện điển hình là gì? Biến loạn tuần hoàn, cộng trừ, co thắt về vấn đề phế quản và biểu hiện ngoài da. Ok, cái đó nhìn thấy biết ngay. Làm gì phải phân biệt gì? Thế còn cái thuốc tê thì nó sẽ không có biểu hiện ngoài da, nó không có biểu hiện co thắt, mà nó biểu hiện của nó là thần kinh cộng trừ về tuần hoàn, hoặc là tuần hoàn chỉ có biểu hiện tuần hoàn không, hoặc là thần kinh không, mà điển hình thì là vừa thần kinh vừa tuần hoàn, chứ không có biểu hiện ngoài da về nội là bỏ, không có biểu hiện co thắt phế quản. Ok chưa? Dạ, ở đây nữa là Và ta đã nói rồi, đừng có nghĩ cái gì mà cái hàng trăm năm mới xảy ra một lần, nghĩ cái gì một năm xảy ra 10 lần, và nghĩ đầu tiên là cái gì nó xảy ra hàng ngày, thế là giống như gọi là phản xạ thần kinh, đại đa số nó tự nó khỏi, nó không phải là cái nhìn thấy bệnh nhân xỉu cái là bảo ô đây là ngộ độc thuốc tê, không phải, hay bệnh nhân lo lắng quá, bệnh nhân hơi nhịp tim một tanh ý bảo đây là ngộ độc thuốc tê, không phải, đại đa số tôi nói là cái vấn đề do cái phản xạ về vấn đề tuần hoàn, vấn đề tâm lý thần kinh phế vị, hoặc là nếu anh dùng Adrenaline thì do cái dùng thuốc Adrenaline. Anh nghĩ cái gì là hay gặp nhất? Trong trường điển hình thì cũng nói như tôi đề điển hình thì chả cần phải bác sĩ đâu, mà theo ông cái bà hộ lý, bà quét dọn, bà nhìn một lần, bà sau bà chẩn đoán đây là một thuốc tê, cũng giống như là sốc phản vệ, người ta nhìn thấy một lần, lần sau cái bà đấy bạn chẩn đoán là đây là sốc phản vệ. Còn đây trường hợp không điển hình thì mình phải nghĩ cái gì đầu tiên hay gặp nhất, được chưa? dạ. Thì câu hỏi, câu trả lời của thầy là sẽ trả lời cho rất nhiều các bác đã đặt câu hỏi đấy, em sẽ không đọc nữa Cái gì nữa? Tôi rồi đã nói rồi. ạ. Dạ vâng. À, bệnh nhân được chẩn đoán là cao huyết áp thì huyết áp ở mức độ nào thì mình không nên sử dụng thuốc tê chứa adrenaline ạ? À, cái này thì cái này câu hỏi rất là khó, bởi vì thực ra cái vấn đề cao huyết áp thì nó có rất nhiều những cái gọi là cái mức độ. Cái mức độ.
Và thực sự mà nói là cái sử dụng cái thuốc tê mà có adrenaline thì cần phải, thực ra nó phải đánh giá theo từng trường hợp cụ thể. Theo tôi nghĩ nếu bây giờ mà cái thác nó 160 180 là bạn đến đến bạn đến có thể làm ra vấn đề huyết áp nó tăng vọt lên và có thể gây ra cũng nghi nhỉ. Theo tôi nghĩ là như vậy. Ngay cả bản thân khi mà huyết áp 180 thì các bạn cũng đừng nên xông vào gây tê ngay, đúng không? Các bạn phải để cho nó nghỉ ngơi làm sao. Nếu không có gì với emergency thì các bạn không nên đụng vào trường hợp đó, đúng không? Đúng không ạ? Vâng ạ. Khi đang chuyển lipid có nên tiêm thêm adrenaline vào bắp tay theo phác đồ điều trị sốc không thầy? Cái câu hỏi này. Câu hỏi này tôi đã nói rồi và chúng ta là vấn đề như thế này, cái vấn đề điều trị ngộ độc thuốc tê vẫn có thể dùng adrenaline như tôi đã nói, nhưng mà khi adrenaline mà dùng ngộ độc thuốc tê chúng ta phải hiểu cái liều adrenaline nó đã được ghi ở trong cái vấn đề ngộ độc thuốc tê với một cái liều lượng giảm rất là nhiều so với cái sốc phản vệ à. Với cái người ta nói, người ta nhấn mạnh cái vấn đề là điều trị cái biến loạn tuần hoàn huyết áp hoặc là cái ngưng tuần hoàn trong cái T nó khác với cái điều trị cái khác về ưu tiên thuốc, về lưu lượng thuốc. Và chúng ta không thể nào vừa điều trị sốc mà lại vừa điều trị vừa đi theo hai hướng, hai chân hai hướng thì không biết nó đi đâu, đúng không ạ? Bắt cá hai tay, đúng không? Đúng không? Chúng ta lại đi vừa đi hai hướng chứ không biết hướng nào, rất nguy hiểm. Chúng ta phải nghĩ cái hướng gì là hướng hay gặp nhất. Tôi đã nói rồi, đó là nguyên lý, đấy là nguyên lý trong cuộc sống tất cả mọi thứ, chắc phải là nguyên lý điều trị bệnh ngộ độc tê đâu. Nguyên lý tất cả cái thứ chúng ta phải gặp cái gì hay gặp nhất, nguy hiểm nhất mà chúng ta bỏ sót thì là sẽ ta đừng rời 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 ta đừng bắt ai ai. Ok. Dạ vâng. À, thời gian vàng để sử dụng lipid và sau khi đã chuẩn đoán xác định được là ngộ độc thuốc tê là bao lâu ạ? Người Có ta biểu đã hiện nói rồi, thà giết nhầm cơ hơn bỏ sót, không có chẩn đoán xác định. Nếu anh nghĩ đến thuốc tê, anh loại trừ những cái nguyên nhân khác, như ta nói là nguyên nhân do vấn đề thần kinh, nguyên nhân bởi vì có rất nhiều như thế này, có bệnh nhân thì do tác dụng phụ của thuốc khác nữa. Nhưng mà khi anh đã loại trừ nguyên nhân đó rồi, anh không có nghĩ ra anh phải dùng thuốc nào. Thế còn nếu mà tôi đã nói thì cái vấn đề ngộ độc thuốc tê mà nó bị điển hình nhưng mà xác định thì không cần đến bác, đến cái ông chỉ cần một người ta liếc qua người ta biết ngay thôi, còn nếu mà là không còn đi thì giả chết nhầm bỏ sót đấy, thế giới người ta khuyến cáo như vậy mà làm gì có xác định, là chẩn đoán xác định là cái yếu tố xác định ngồi lăn tăn nữa, thà chết nhầm bỏ sót bởi vì truyền lipid lên đâu, các bạn đã thấy nó có hại gì đâu, chẳng có hại gì cả. còn một câu hỏi cuối đấy em sẽ trao đổi với thầy là khi làm thủ thuật như cắm implant phòng khám bạn em hay truyền thuốc tiền mê để giảm đau xin hỏi làm vậy có nguy cơ ngộ độc không xử trí làm sao em không biết tên thuốc Tiền là mê gì à, tiền mê thì này, cái này vấn đề tiền mê thì tùy thuộc thôi, tiền cái mê vấn thì đề thường là bệnh implant viện chứ nhỉ tiền mê thực phẩm, cái tiền mê thì có thể là phòng khám là các bạn làm cho bệnh nhân giảm cái sự lo lắng sợ hãi, cái chuyện đấy bình thường thôi, nó chẳng có vấn đề gì cả. Thì trong cái phác đồ á, trong cái phác đồ mà cái khuyến cáo của cái hội gây mê hồi sức hồi giảm đau Hoa Kỳ thì người ta có nói là gì, khi dùng thuốc tê thì thường thường là người ta nên gọi là phối hợp với bệnh nhân làm sao đúng không để mà phát hiện sớm những cái triệu chứng có thể xảy ra. Tất nhiên khi mà anh dùng cái thuốc an thần thì có thể nó làm có sự lơ đãng, có thể là quan hệ là bệnh nhân không chú ý lắm, nhưng mà thực sự mà nói là khi mà chúng ta dùng thì chúng ta cần phải cân nhắc, trường hợp cần thiết vẫn phải dùng. Vì sao? Bởi vì có một số bệnh nhân sợ hãi, người ta sợ hãi thì những số sợ hãi làm cho cái vấn đề yếu ảnh hưởng xấu khác rất là hại, chẳng hạn như người ta sẽ không hợp tác này, hoặc là người ta sẽ làm cho huyết áp tăng này, hoặc là người ta sẽ lo lắng quá, thì bản thân những cái đó nó cũng gây ra tình trạng có hại. Cho nên là trong trường hợp cần thiết thì các bạn vẫn dùng không sao cả, nhưng mà tất nhiên khi mà dùng như vậy thì bạn nên dùng một cái liều lượng nào đó để cho bệnh nhân tỉnh táo, hợp tác tốt, để chúng ta làm sao mà vừa làm vừa tiêm thuốc tê vừa có thể nói chuyện tiếp xúc mà tốt, để mà có thể phát hiện triệu chứng mà sớm đó, về biến loạn thần kinh nó có thế thôi. Chứ còn không phải là không chống chỉ định, không có chỉ định. Người ta chụp cái khuyến cáo nếu chúng ta dùng cái đấy có thể nó làm giảm. Thế còn
cái sự quyết định mà sử dụng hay không thì nó phải tùy thuộc vào cá nhân của từng người. Chứ còn ở đây là một cái, đây là cái guideline, các bạn cái guideline đây nó không có tính chất gì là bắt buộc, mà nó chỉ cần khuyến cáo như vậy anh có thể cân nhắc. Bởi vì mỗi một cái người bệnh nó lại có một cái đặc điểm riêng, thì chúng ta không thể nào chúng ta cứng nhắc là người nào cũng thế được. Đấy, bản thân tôi thôi, có những người như này đi tiêm cái mũi Covid viện thế mà cũng ngất, đúng không? Sợ hãi mức như vậy, nên là chúng ta không thể nào cứng nhắc là người nào cũng giống như người nào, mà từng vị đúng đối tượng. Mà chúng ta phải, vì sao nguyên tắc là chúng ta làm sao phải liên lạc với bệnh nhân, nguyên tắc là như vậy để sẽ phát hiện sớm những triệu chứng và ngộ độc sớm nhất có thể. Chứ không phải là chúng ta không dùng được thuốc an thần đâu, vẫn phải dùng chứ, nếu trong cần thiết vẫn phải dùng chứ, đúng không? Dạ. Em nghĩ là còn sẽ còn rất nhiều câu hỏi nữa, thì do thời lượng thời gian cũng cũng đã muộn rồi, thế nên là những cái câu hỏi của các bác mà chúng ta chưa đặt hoặc là cần thầy giải thích thêm thì có thể gửi vào thư của Messi. Dạ vâng ạ, xong đấy là về các em sẽ tổng hợp sau gửi lại, còn về phần tài liệu thì Messi sẽ gửi cho các bác qua qua email mà Messi đã gửi thông tin từ ban đầu ạ. Thế nên là các bác yên tâm về phần tài liệu mà thầy đã hứa từ đầu buổi ạ. À, vậy thì là mình sẽ kết thúc buổi thảo luận ngày hôm nay, và rất là cảm ơn thầy Tuấn Anh, một bài nó rất là tâm huyết ạ, và rất là mong mọi người thông cảm vì chút ban đầu có hơi chút trục trặc tí, nhưng mà thời gian của chúng ta đã được tương tác với thầy về những nội dung về về ngộ độc thuốc tê rất là cụ thể và chi tiết. Cảm ơn thầy anh Tuấn rất là nhiều ạ. Dạ thế nhá các bạn nhá, chào hôm nay mình cũng xin lỗi các bạn là thì mình không có mà cái tài liệu nó hơi bị vì mình nó hơi trục trặc một chút xíu ha, trong giai đoạn đầu. Rồi, các bạn có gì thông cảm thì các bạn có thể có Bật cái thông mí với tin. tất cả mọi người là thầy anh Tuấn là không những là nói về thuốc tê mà thầy đang là trong điều trị về 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 đau đấy ạ, Giờ là mình rất là là chuyên gia bên điều xịn trị về sò ấy đau, ạ. thì Dạ mình vâng hàng ạ, ngày đau thì mình vẫn sử dụng thuốc tê rất là nhiều thôi, cũng giống như dạ là vâng, nên là cũng chưa có bao giờ xa rời về vấn đề thuốc tê. Bản thân dạ. mình là khi mà điều trị đau dùng thuốc tê mình cũng gặp những cách đây khoảng mấy tháng đấy, mình phải báo cáo bệnh viện Sài Gòn Y Tô về trường hợp mà sử dụng một cái lượng thuốc tê rất là nhỏ thôi mà có thể gây ra tình trạng nghĩa là ngộ độc tê đấy. Bản thân mình hàng ngày vẫn gặp đấy chứ không phải là hiếm đâu, mặc dù Dạ. dùng thuốc tê rất là nhỏ nhưng nên là chưa bao giờ mình rời xa khỏi cái vấn đề này được. Bởi vì thực ra cái vấn đề này bác sĩ đau hay là mình phải dùng thuốc tê rất là nhiều nên là luôn phải áp đặt cái tình trạng này này cái tình trạng thuốc tê, nên là mình cũng chưa bao giờ mình buông lơi cảnh giác cả đấy. Như này các Dạ. bạn đấy, vừa rồi cách đây mấy tháng thì mình dùng một cái liều thuốc tê rất nhỏ thôi mà bệnh nhân sau đó hôn mê luôn, lipid cái mình Facebook, các bạn nào theo dõi Facebook mình đấy và làm cho đồng nghiệp phải nói đấy, một cái lượng thuốc tê rất nhỏ để mình test. Bởi vì thực ra trong cái vấn đề điều trị đau của mình phải gọi là dùng cái thuốc tê để mình test. Test tức là gì? Dùng cái thuốc tê đấy tiêm vào đúng cái chỗ thần kinh đấy để xem cái đáp ứng là có nó đỡ đau hay không. Như là phải dùng cái lượng thuốc tê không có nhiều đâu mà rất là nhỏ, mà dùng nhỏ như vậy mà nó có thể gây ra cái tình trạng là một thuốc tê mà sau đó bệnh nhân gọi là mất tri giác ngay, khủng khiếp không? Vậy thì kia lần sau mà khi mà bệnh nhân sử dụng thuốc tê thì có bất kỳ biểu hiện nào mình sẽ nghĩ đến ngay đến đến là mình sẽ sử dụng lipid luôn thầy nhỉ? Không cần phải nhận Như biết mình được đã nói là rồi, nhưng cái nó vâng thực ạ. ra các bạn cũng nên bình tĩnh, tức là nếu bây giờ mình đã nói là cái nhân là đại đa số, các bạn phải hiểu là đại đa số bệnh nhân mà nó mình như mình đã nói khi dùng thuốc tê nó do cái hiện tượng gọi là vấn đề về phản xạ phó giao cảm nó gây ra cả đấy, đấy là giống như tiêm chủng thôi. Một số bệnh nhân sẽ gây ra tình trạng như là lo sợ, khi mà lo sợ thì người ta có thể người ta làm cho nhịp tim nó tăng, hay là đặc Dạ. biệt với những người mà có huyết áp thì người ta huyết áp tăng, như thế thì đâu phải là vấn đề của thuốc tê, đúng không? Dạ vâng. Đúng không? Đúng Dạ. không? Đúng không? Thì chúng ta cho là bệnh Facebook nhân của nằm thầy là nghỉ. Nguyễn Anh Tuấn các bác Đúng ạ. rồi, Nguyễn Chị nhìn thấy Nguyễn Anh Anh Tuấn đẹp trai ấy. Tuấn. Vừa là Và họa sĩ vừa là thì thế các bạn phải hiểu là đấy, khi mà chúng ta đang nằm nghỉ như vậy thì bệnh nhân sẽ hết, thì có phải Dạ. là cứ như thế là chúng ta cho lipid thì nó cũng hơi vô lý quá. Đúng Vâng. không? Nhưng nếu bây Dạ. giờ chúng ta thấy là gì? À, chúng ta nằm nghỉ như vậy. Nhưng bệnh nhân có thể là có dấu hiệu của có trở nặng hơn. Thì đừng có lăn tăn nữa, cho nên biết.
Dạ. hiểu nhau, Vâng. và đừng có lăn tăn u giờ nghe sốc hay không sốc, không sốc đâu, hiểu chưa? Chứ còn đại đa số, tôi đã nói rồi, người ta đã tổng kết đại đa số là hiện tượng là do cái vấn đề psychologic, tức là vấn đề cường có rào cản, vấn đề tâm lý của bệnh nhân, thì nó mới chỉ cần cho bệnh nhân chúng ta ngưng tay lại, cho bệnh nhân nằm nghỉ thì nó sẽ hết thôi, một vài phút nó hết ngay. Có Dạ. những bệnh nhân co giật rồi nói, bởi vì sau khi mà nhịp tim nó chậm, thì huyết áp tụt thì nó sẽ gây ra tình trạng thiếu máu não, và thiếu não sẽ co giật. Có những bệnh nhân nó tim nó co giật, nhưng mà chúng tôi, bởi vì chúng tôi quá trong ngành, trong nghề chúng tôi, xin lỗi, chúng tôi quá gọi là chiến 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 trường anh đi, tôi bảo mọi người cũng cũng bảo cứ nằm yên yên tâm cho nó hết ngày, mà ý ta có ra gì đâu. Co giật đấy đâu phải là co giật do thần kinh đâu, co giật đấy là vấn đề là do thiếu máu não. Tụt huyết áp thì nó gây ra tình trạng thiếu oxy, thiếu oxy thì nó co giật, rất đơn giản, hiểu không? Nhưng các bạn Nhưng nếu thấy thế, các bạn ấy cho nằm nghỉ, và nghỉ tiếp tục thôi, nằm nghỉ độ khoảng 1-2 phút mà vẫn thấy như vậy thì các bạn phải xử lý theo hướng kia này, đừng có chần chừ nữa, hiểu không? Hoặc phải gọi Dạ. người, có nghĩa là quen bác sĩ gây mê nào đó, gọi Có thể là sử dụng bác sĩ gây mê online, đúng rồi. À, không, các gây bạn mê cái online chuyện bác như sĩ này rất gây là mê tốt, rất là, các bạn có phải hiểu là chúng ta hiểu như là chúng ta làm rất là tốt, nhưng mà chúng ta chỉ cần bỏ sót một cái mà chúng ta ấy thì chúng ta gọi là chúng ta có một sở, đúng như các bác sĩ không, các bác sĩ mà là thẩm mỹ, hiểu không? Bởi vì giống ở bên Mỹ thôi, bên Mỹ mà sao, bên Mỹ muốn thuê bác sĩ gây mê thì rất là đắt, bởi vì bác sĩ gây mê bên Mỹ là đâu phải thuê được. À, lúc nào dễ dàng đâu, là người ta đòi thống cao thì mấy ông bác sĩ ngoại thẩm mỹ đó ăn ăn đây đây ăn đi ngon ăn, nhưng mà đến lúc nó xảy ra thì thôi chết hết, giống như cắt Dạ. đường hả, Dạ. Thế thế giống ví như dụ như thế. là em bị bệnh tim ấy, thì khi mà bệnh tim thì có chú ý nào đến trong cái vấn đề mà khi mình tiêm thuốc tê Thì không bệnh thầy? tim như tôi nói là vấn đề rồi, cái phần đề những người bị bệnh tim thì nó có cái nguy cơ về ngộ độc thuốc tê cao hơn, nhưng mà không phải tất cả mà người bệnh tim mà tiêm thuốc tê vào nó gây ra đâu, thế nên người ta phải chú ý hơn, thì lúc đấy người ta phải có nghĩa là giảm liều hơn, chứ không phải là Dạ. người bệnh tim. Nhưng mà người bệnh tim thì có nguy, thực sự là những người bệnh tim thì chẳng như cái suy tim thì nó là một cái nguy cơ thực sự, nguy cơ thực sự. Suy tim như tôi đã nói là vấn đề suy tim thì nó sẽ làm cho cái vấn đề phân xuất trong máu, làm cho cái lượng máu trong cơ thể nó lưu thông rất là chậm, và cái nguy cơ nó tích lũy cái điều trị nó không được thoải trừ nhanh, thì nó gây ra tình trạng ngộ độc. Thế còn bây giờ nói về cái bệnh tim thì nó vô cùng lắm, bệnh tim một vài cái như tôi bị bệnh tim như này, ngoài trong thất ở mầm ấy, chả có vấn đề gì, hiểu không? Dạ. Bệnh tim mạch thì nó có rất nhiều ấy. Có những cái thì cần phải chú ý, chẳng như bệnh suy tim thì cái đó là cái mà có nguy cơ thực sự. Thế còn có bệnh tim nó chung chung ấy thì Vậy thì thầy cho em hỏi là nếu như mà trong trong răng hàm mặt cái việc mà test thuốc tê trước khi tiêm thì đâu có đâu hiệu đâu quả đâu nhiều không có không? giá trị gì cả, ngay người ta vấn đề test thuốc tê, ngay cái vấn đề trả bộ y tế, người ta ngay kháng sinh người ta cũng chả có test gì, ta bỏ từ cái văn bản từ 1997 không có tác dụng gì đâu, không có phát hiện được gì gì đâu. Các bạn chủ yếu là hỏi tiền sử, và lúc nào người ta có, nếu mà xảy ra cái vấn đề người ta phải 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 phải, phải xử lý thôi. Chứ còn ngay cả vấn đề như là test kháng sinh ở Việt Nam bây giờ, cái chuyện mà nơi nào test đấy là cái nơi gọi là cứ bắt nhân viên, chứ còn văn bản bộ người ta đâu có bắt test đâu, bỏ lâu rồi, thế giới ta bỏ lâu rồi, các test cái gì cả. Dạ. À, xin lỗi với các bác là chương trình hội thảo của chúng ta đã kết thúc rồi nha. Đây là phần em với thầy buôn bán thêm với nhau tí thôi ạ. Xin chào các bạn nhé, thế này 2-3 rồi Dạ. nhé, kết thúc, chúc các bạn một ngày buổi chiều vui vẻ nhé. Dạ Có vụ buôn bán riêng với thầy nữa hả? vâng. À được, có gì đâu, mình có Facebook đấy. À, thì các bạn nếu có emergency, chứ các bạn có emergency thì các bạn gọi cho mình nhé, còn nếu không Dạ. thì các bạn phải inbox cho mình, còn nếu không các bạn cứ cho số điện thoại tôi sẽ giải đích các bạn thêm. Chứ còn thực sự mà nói tôi dùng Facebook cũng nhiều, nhưng mà tôi chỉ dùng Facebook vấn đề chuyên môn khi có trường hợp emergency, khi có emergency. Chứ còn tôi không giải đáp những câu hỏi lẻ tẻ mà bằng Facebook, bởi vì rất là mất thời gian. Còn các Đúng bạn rồi. có thể gọi điện trực tiếp cho tôi, số điện thoại của tôi là 0903185906, tôi có thể trả lời buôn với các bạn hàng tiếng đồng hồ tất cả các vấn đề khác, nhưng riêng vấn đề về trên mạng xã hội thì tôi chỉ trả lời về trong tình huống emergency, đấy là nguyên tắc làm việc của tôi. Em đọc lại số điện thoại của thầy cho mọi người 0903 nha. Dạ. 185906 906, ạ. bạn có thể đưa cái card cho mọi người xem nha. Dạ Đó là nguyên tắc vâng. làm việc của tôi nhé. Các bạn có thể, tôi không bao giờ giải thích những vấn đề chuyên môn sâu ở trên Facebook, kể cả inbox.
mà chỉ giải thích những vấn đề inbox khi emergency như hôm qua vừa giải cứu lipid hết, còn có vấn đề chuyên môn sâu gọi điện cho tôi sẽ trả lời, tôi không có thời gian inbox. Đấy là nguyên tắc làm Cảm việc. ơn, rất là cảm ơn thầy. Ok. Nha, yeah. Mình Cảm ơn có mọi thể giải các người. bạn mình bốc máy lúc nào, bởi vì mình làm việc là với bệnh nhân cũng thế, bằng việc qua điện thoại, nhưng mà Dạ. mạng xã hội thì chỉ là câu hỏi mang tính chất khẩn thiết, emergency về chuyên môn, không đi sâu vào chuyên môn trên mạng. Đấy là nguyên tắc làm việc của mình. Đúng rồi ạ. Ok, xin chào các bạn nhé. Bye bye. Dạ vâng, nói chuyện này là cũng không ngon nữa thầy ơi, thôi có bé á. Thầy có cần phải cứu trợ đồng bào miền Bắc, cứu trợ miền Nam gì không Không, thầy? mình không.